Thế thì cái vấn đề của mọi người quan tâm ở đây là không phải là Petro Việt Nam sống chết như thế nào, mà cái vấn đề mọi người quan tâm đây là cái nếu mà cái thông tin này nó là sự thật, đúng không ạ? Chúng ta đang nói là thông tin này nếu là nó là sự thật thì Petro Việt Nam bị giáng một đòn như vậy, thì cổ phiếu hay cụ thể là những cái doanh nghiệp PVD, PVS hay là sâu xa hơn là những cái doanh nghiệp dầu khí khác nó có bị ảnh hưởng bởi cái thông tin này hay không, đúng không ạ? Thì thứ nhất là chúng ta sẽ đi vào cái câu chuyện là cái tập đoàn Power Machine này, đúng không ạ? Tập đoàn Power Machine này là thuộc sở hữu của một gọi là tài phiệt người Nga, đúng không ạ? Tài phiệt người Nga thì cũng phải chia sẻ trước với mọi người là mọi người tìm thông tin về cái vụ kiện này nó sẽ rất là ít. Trên báo chí Việt Nam thì những cái thông tin này rất là hạn chế. Bản thân Ngọc thì cũng không hiểu sao mà họ ít đưa cái tin này, nhưng mà tuy nhiên có thể đấy, nói chung là có một cái lý do sâu xa nào đấy mình cũng không tiện nói đây, tại vì nó liên quan đến những cái yếu tố chính trị, đúng không ạ? Mà thôi, chúng ta tập trung vào cái câu chuyện chứng khoán cổ phiếu, chúng ta tránh nhắc đến cái vấn đề chính trị vì nó khá là nhạy cảm đó. Thế thì ở Việt Nam họ không có đưa tin nhiều, và nếu mà mọi người tìm ở bằng tiếng Nga hoặc là tìm một số các trang báo tiếng Anh thì nó sẽ có xuất hiện những cái bài báo như thế này, đúng không ạ? Thế thì ở đây là cái vấn đề là mọi người sẽ biết là ngày trước ấy, từ năm trước là chúng ta từ năm 2010 là đã có một cái dự máy nhà nhiệt điện Long Phú 1 rồi, đúng không ạ? Đây, nhà máy nhiệt điện Long Phú 1 nó sâu xa nó vẫn chính là cái cội nguồn từ 2010 đây. Đó, gồm hai tổ máy. Thế thì PVN làm chủ đầu tư, và lúc đấy thì có gọi là có ký kết một cái tổng thầu với một cái công ty khác, thì sau này là cái công ty đấy nó không đảm đương được thì mới chuyển cho Power Machine. Thế nhưng mà lại bị vấn đề ở cái chỗ là mọi người biết rồi, là gần đây là khi mà Nga và Ukraine đấm nhau, họ đấm nhau đấy, mà Mỹ thì là theo phe Ukraine đó. Thế thì ông Mỹ ông ra lệnh là cấm vận ông Nga luôn. Thế tự nhiên cấm vận ông Nga, thế thì tự nhiên là cái tập đoàn Power Machine này nó thuộc về Nga mà, thì nó sẽ gặp khó khăn trong cái việc là thi hành thi công những cái dự án này cho Việt Nam. Nói chung là nó không đảm bảo được cái những cái vấn đề đấy, đúng ạ? Thế thì đâm ra là hai bên từ đây bắt đầu xảy ra những cái mâu thuẫn và xung đột đó, có những cái cuộc đàm phán và cuộc trao đổi nhưng mà đều đi đến những cái kết quả nó không có tốt đẹp cho lắm. Thế thì mọi người sẽ thấy là ở đây thì cuối cùng là hai bên này thì đã gửi đơn kiện đến Trung tâm Tài chính Quốc tế Singapore SIC. Mọi người lưu ý là cái này là liên quan đến phán quyết toán quốc tế chứ không phải là do Việt Nam hay là chính bên Nga thao túng nhá. Thì ở đây là Power Machine họ coi lệnh cấm vận của Mỹ là bất khả kháng, ý là cái việc mà tôi không thể thực hiện hợp đồng với ông nó là bất khả kháng, nó không phải là lỗi bên tôi, mà là lỗi khách quan từ thằng Mỹ nó gây ra, nó là cái nguyên do bất khả kháng chứ nó không phải nội tại của Power Machine, đúng không ạ? Và PVN không thực hiện thanh toán cho Power Machine, đúng không ạ? Nếu mà mọi người biết thì từ cuối năm 2023, tức là năm ngoái ấy, báo chí Việt Nam cũng có đưa tin về cái vụ kiện này rồi, mặc dù không nhiều nhưng có đưa tin, và lúc đấy còn đang bỏ ngỏ cái câu chuyện về kết quả cuối cùng, tức là lúc đấy còn chưa có kết quả cuối cùng là ai sẽ là người chiến thắng, nhưng mà cũng là có đưa tin về vụ kiện, thậm chí là Bộ Tài chính họ cũng có những người gọi là lên tiếng và phát ngôn về cái sự việc này rồi, đúng không ạ? Và Power Machine cho rằng là PVN không có cơ sở khi rút đảm bảo thực hiện hợp đồng của Power Machine. Nói chung là bên PVN thì họ đang muốn delay, họ đang muốn rời gọi là lơ cái chỗ này đi. Power Machine thì muốn theo đuổi đến cùng, ý là cái việc mà tôi rút này là hoàn toàn là có căn cứ, đây là cái sự kiện bất khả kháng và ông sẽ phải thực hiện hành toán nốt cho tôi, và mọi người sẽ biết rồi là chính vì cái câu chuyện liên quan đến vấn đề tỷ giá là một này, xong rồi giá cả nó leo thang, vấn đề liên quan đến lạm phát và cái thời gian thi công nó bị kéo dài quá mức, thế đâm ra là cái chi phí dự án này nó dội lên vốn lên rất là cao, nó dội lên rất là cao. Thì đây cũng là một trong những cái nguyên nhân vì sao mà Ngọc nghĩ là PVN họ họ muốn chần chừ, tại vì chi phí nó đội lên nó quá cao rồi đó. Thế thì đâm ra là bây giờ theo như người phát ngôn của tập đoàn Power Machine, những cái trang báo này đưa tin thì là họ đã được tòa án quốc tế ở Singapore là phán chiến thắng, đúng ạ, họ đã được tòa án quốc tế phán chiến thắng, và như thế thì tập đoàn dầu khí Việt Nam sẽ phải bồi thường cho họ là 500 triệu đô. Thế thì câu hỏi đặt ra ở đây là 500 triệu đô này lấy ở đâu, đúng ạ? Tại vì đây không phải là một con số nhỏ, đây không phải là một con số nhỏ, và PVN là một doanh nghiệp của nhà nước. Đây chính là cái lý do vì sao mà mọi người cũng sẽ thấy là nó sẽ gây ra những cái gọi là những cái xung đột. Thế thì mọi người sẽ thấy là ở đây theo cái quan điểm của phía luật sư này thì thứ nhất là những cái vụ kiện này là thường tình. Mọi người cũng biết rồi, ở Việt Nam kiện thì nó là một cái gì đấy nó liên quan đến pháp luật, nó rất là trầm trọng. Rồi nó tức là nó rất là mang tiếng rồi tai tiếng ấy, giống như kiểu là cái đợt mà VinFast bị một cái công ty luật Geller ở bên Mỹ là họ gọi là
gom hồ sơ lại, tập hợp hồ sơ lại đấy để họ chuẩn bị khởi tố, chuẩn bị kiện, tức là chưa kiện đâu nhưng mà mới chỉ là ở đang là bước là chuẩn bị như thế thôi, giống như VinFast ra đấu trường quốc tế là họ cũng bị cái tình trạng như vậy. Thế thì rõ ràng, và thời điểm đấy Ngọc cũng nói rất nhiều với mọi người rồi, là không hiểu sao bên nước ngoài nói chung là họ theo cái chế độ dân chủ, và cái luật pháp, cái vấn đề nhân quyền của họ rất là tự do, thế nên đâm ra là vấn đề kiện tụng thật sự là nó rất phổ biến. Cái vấn đề kiện tụng nó rất là phổ biến luôn, như là các doanh nghiệp kiện nhau ở ầm đi, ngay cả những doanh nghiệp lớn hàng đầu như là Facebook, Google, Amazon hay là Apple cũng bị chính phủ các nước kiện, như là Apple thì bị ở Israel à, hay là đất nước Ireland, Ireland, sorry mọi người, Ireland là kiện là đã sử dụng gọi là cái thiên đường thuế của họ để trốn thuế là mấy tỷ đô tiền thuế đấy. Sorry mọi người không nhớ chính xác, nhưng mà chính phủ cái nước đấy cũng kiện công ty Apple, hay là Facebook thì cũng bị điều trần là ông cũng trốn thuế rồi, ông không đảm bảo được thông tin của người dùng, những cái vấn đề bảo mật, nói chung là kiện tụng nó nhiều lắm. Cho nên là cái việc mà cái tập đoàn dầu khí Việt Nam với Power Machine kiện nhau thì mọi người cũng hãy xem đây là một cái câu chuyện bình thường ở trên đấu trường quốc tế thôi. Tại đối với họ kiện nhau là cái chuyện hết sức bình thường, cứ có tiền là tôi kiện ông được. Ở Việt Nam thì nghe kiện tụng nó hơi đáng sợ và hơi phức tạp, nhưng mà đối với họ kiện tụng này nó là cái chuyện bình thường, và sẽ cũng gọi là tòa án quốc tế, gọi là trung tâm tài chính họ đứng ra phán xử, gọi là trọng tài ấy, chứ không đến mức gọi là tòa án phán xử của viện kiểm sát như Việt Nam đâu. Cái tính chất hai bên nó hoàn toàn khác nhau đó. Thế cái câu chuyện thứ hai là khi mà tập đoàn dầu khí Việt Nam thua kiện thì cái tiền bồi thường này sẽ lấy ở đâu, liệu có phải lấy từ tiền thuế dân hay là tiền của cơ quan ngân sách nhà nước hay là như thế nào không? Thì phía luật sư Paul Wushin chính bên này nhá, chính bên này họ cũng trao đổi rằng là những cái phần tiền này thì Petro Việt Nam là họ sẽ phải tự chịu trách nhiệm và nó sẽ không liên quan gì đến ngân sách nhà nước cả, sẽ là từ cái tài sản của chính công ty này và những cái công ty con, đúng không ạ, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái ngân sách nhà nước hay là ảnh hưởng đến tiền thuế nhân dân nữa, là nói chung là những cái vấn đề đấy thì nó không phải là nó sâu xa đến như thế. Nó đây là vụ kiện giữa doanh nghiệp, với nhau chứ không hề liên quan đến chính phủ hay là một đất nước, một quốc gia nào cả. Bản chất nó là giữa doanh nghiệp với nhau, chẳng qua Petro Việt Nam nó là có vốn cổ phần các thứ của nhà nước thôi, đúng không ạ, chứ nó không hề liên quan gì đến gọi là phía chính phủ hay phía nhà nước. Bản chất nó vẫn là hai doanh nghiệp độc lập, Power Machine và Petro Việt Nam, đại ý là như thế. Thế thì cái câu chuyện ở đây của chúng ta, nếu mà địa bảo là có ảnh hưởng lên PVD và PVS không, nếu mà trong cái điều kiện mà Petro Việt Nam thua kiện thật sự và phải bồi thường thật sự nhé, Ngọc đang đặt một cái giả định là họ phải bồi thường thật sự, thì chắc chắn là cái thu phần tài sản thì Ngọc nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng. Không thể nào mà công ty mẹ bây giờ bị đòi 500 triệu đô tiền bồi thường, tự nhiên bảo công ty con nó không ảnh hưởng, nó không xi nhê gì là rất vô lý, là rất vô lý, đúng không ạ? Mọi người thấy một trong gia đình ạ, bố mẹ tài chính có vấn đề thì con cái có yên tâm được hay không, đúng không ạ? Trong khi đó bố mẹ còn đang địa funding vốn cho con là 50%, thế thì rõ ràng là nó sẽ có ảnh hưởng. Bảo không ảnh hưởng thì chắc chắn là đấy là lạc quan thái quá, nhưng quan trọng ở đây là ảnh hưởng ở mức độ nào, đúng không ạ? Quan trọng ở đây là ảnh hưởng ở mức độ nào, chứ ảnh hưởng nó chắc chắn là có, nhưng quan trọng là ở mức độ nào. Thì thật ra là Ngọc nói thật là Ngọc cũng không thể biết là ảnh hưởng ở mức độ nào đâu, không thể biết được, tại vì vấn đề những cái tài sản, những cái hạch toán họ xử lý rồi họ bồi thường như nào thì đấy là cái vấn đề nội bộ của họ. Ngọc nghĩ khéo khi họ còn không public, họ còn không công khai những cái thông tin này cơ, tại vì cái kết quả vụ kiện này còn không được công khai ở trên báo chí Việt Nam nhiều, thì làm gì có cái lý do mà họ xử lý cái phần này như thế nào họ lại công khai đâu, đúng không ạ? Đó, cho nên là thực ra Ngọc nghĩ là nó cái câu chuyện này nó sẽ dừng lại đây và vấn đề này họ sẽ xử lý được. Còn cái vấn đề mà liên quan đến những cái hoạt động, cái mô hình kinh doanh thường thấy của các doanh nghiệp ấy thì họ sẽ không ảnh hưởng gì cả. PVS, PVD họ vẫn hoạt động bình thường. Có chăng là gì ạ? Có những cái phần họ sẽ có thể thậm chí là bán một số phần tài sản thanh lý đi, hoặc là họ gom tiền ở đâu đấy để họ đập vào cái phần bồi thường như thế này. Nó còn tùy giữa hai bên thương lượng là tôi cho ông 500 triệu đô này, ông giải quyết trong thời hạn bao nhiêu lâu nữa. Đúng không ạ? Đó, nó còn tùy vào những cái câu chuyện đấy. Thì đây là một cái số chia sẻ của Ngọc để gọi là mọi người. Thứ nhất là mọi người bớt lo lắng thái quá về cái câu chuyện là cái vụ kiện này nó sẽ là khiến hai cái doanh nghiệp PVS và PPD nó bị ảnh hưởng kinh khủng lắm. Đúng là ảnh hưởng thì Ngọc nghĩ là có, nhưng quan trọng là phần trăm đến đâu thôi. Phần trăm đến đâu thì cái mô hình kinh doanh của họ thì thật sự là Ngọc nghĩ là họ vẫn làm ăn kinh doanh bình thường. Đúng ạ, không phải cứ bị kiện là tôi phá sản đâu. Nói chung là Ngọc nghĩ là không thể nào mà nhà nước để cái câu chuyện này xảy ra được. Họ vẫn làm ăn kinh doanh bình thường thôi. Đúng ạ, còn cái phần nợ thì họ sẽ phải tự xử lý nội bộ, và Ngọc nghĩ là cái thông tin này nó sẽ không được công khai rộng rãi đâu. Đấy là Ngọc nghĩ như vậy. Đúng ạ, còn dựa là nếu mà họ công khai rộng rãi thì cũng rất là ngạc nhiên, và như thế thì thôi cũng đáng mừng, cái thông tin càng minh bạch thì chúng ta lại càng thấy yên tâm hơn chứ, đúng không ạ? Còn dựa cá nhân Ngọc nghĩ là khéo khi họ không công khai đâu, cái vụ kiện này đã không được đưa lên nhiều rồi,